đồng đạo. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin thành lòng nhắc lại bài Khuyên người vào lòng phước thiện. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 25 tháng 2 canh Thìn. Bài này sẽ do nam nữ thành lòng nhắc lại. Nam mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn kỹ máu qua vừa qua, gặp trong thiên hạ nhiều nhà thiếu cơm, rung động chẳng có rã rơm, trâu bò ngóng cổ nhà nông héo lòng. Canh Thìn bước tới thiệt rồng, trong cho mùa khác ruộng đồng ra sao. Nhà nghèo giả tờ như bào, vợ đau con yếu phương nào cho ăn. Cả làng gần chí những tính xa, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau. Ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ có giúp hào. Một khi cậu cô chú bác cùng gì khắp nơi thầy chú, một khi háo lòng việc nhà quy bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Là đây thân khó chẳng sờn, tỏ lời khuyên khích tở đờn ba nhà. Ông nào lòng dạ hải hà, đồng tình bác ai ra giúp người đói khó nhu mày, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá bùa hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng, cơn này bố thấy cho xong, để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Ông bán các chợ sầm hê, tiệm hàng thanh mẫu nhờ dân ruộng giường. Ngày nay thất bát khá thương, tiền nông chẳng có cơm lương cho qua. Mắt nhìn lòng ướt ruột rà, cả kêu bốn đảo ai là thiệt qua. Giữ bó đến lúc
gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng phong trần, được sáng nhờ của người bằng góp thâu. Thầy đời lao lý mạng rầu, giúp cho chúng nó ngõ hầu làm ơn. Xin quên mấy lúc giận hờn, ra tài tế độ nghe đờn Tây Quy. Xây dần trời đất tiếc thề, hết cần bể cực tới kề thời lai. Còn kìm hiếm lúc nạn tai, hân dòng suy thành bằng ai lẽ thường. Lớn rộng nạn ác phải dương, muốn qua chuông khổ tìm đường bồng lai. Ngày kia được trở gốc hài, về nơi tiên cảnh ngàn ngày đẹp tươi. Giàu sang nghèo có cùng người, nên ta thương hết giàu cười hay khen. Nhân sinh khá tập rèn, thạch sùng dương khải sách đèn ai ưa. Thanh hiền rối tích đôi xưa, nhờ tâm từ thiện người ưa kính thờ. Chết rồi bỏ của bơ vơ, chỉ bằng làm phải chuyện thơ ghi đời. Xét phàm có mấy lắm ơi, hỏi dài có một mà lời đôi ba. Của như cho mượn mới là hảo tâm, bố thấy ngọc tòa được lớn. Chê nghèo giàu nọ đâu bền, chi bằng bổn đức lập nền từ bi. Con hẹn khá sớm hội quy, nghe lời thầy dạy kịp thầy bớ dân. Dọn xem kẻ khó tạo tầng, rộng tâm sang sớt dắt lần với nhau. Nghèo thời cũng ráng trao rau, chớ đừng gian xảo ngày sau thanh nhàn. Bằng cung cung sớm mà liệu hoa toan, giữ tâm ngay thảo xuất làng mệt yêu. Mẫu khang thần tình cần triêu, khỏi cơn hoạn nạn làm kiều được lên.
bền. Tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi, tuy xa mà tới mấy hồi, đất còn lỡ thép phải bồi tự nhiên. Tham thương cho kẻ ta điền, gặp cơn lúa ngập của tiền ráo tay. Nó chiều rơi lại đói mai, giá bằng trí đón nắng cay nhiều bề. Lo tròn cha mẹ như thế, nhằm năm lưng túc não nề tâm trung. Khá thương những kẻ bằng cùng, tâm lành như của hải dùng vào đây. Sột sột nhà sao mù chiếc đồi, ông chồng quần áo rách lối thôi. Bầy con ngơ ngác đòi xơi bừa, lũ nhỏ dành nhau lần dầu ngồi. Khóa đũa mèo mung ngờ chuột thao, muộn rơi chó dành tượng cho môi. Lầm thang đói khó vì tay ác, hỡi kẻ sang giàu cứu nạn trôi. Nạn trôi lúa ngập đói còn xa, điền chủ báo mau nghĩ tận độ dân nghèo trong lúc tung. Giúp dần kẻ rối bụi vừa qua, có ăn dư quệ nhờ thân no. Nghèo khổ bần phu giữ an. Nếu đã xả thân tâm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca, tỏ lời nhắn nhủ khắp đâu đâu, giảng dật từ nay luôn thảm sầu. Áo nào thương đời